Theo đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bức ảnh gây xôn xao trên mạng xã hội về khu đô thị lấn vịnh những ngày qua không thuộc dự án vừa bị thu hồi mà thuộc dự án bên cạnh đã được triển khai từ gần 20 năm trước. Dự án này được thực hiện theo đúng quy trình nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước đó, một số tờ báo đăng thông tin tỉnh Quảng Ninh thu hồi hơn 2,3 triệu m2 đất vào mặt nước đã giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn HD Moon Vân Đồn tại huyện Vân Đồn nhưng lại đăng một bức ảnh thuộc dự án bên cạnh. Bức ảnh này sau đó được đăng lại lên mạng xã hội và thu hút khá nhiều bình luận trái chiều do liên quan đến việc lấn biển làm khu đô thị. Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn cho biết bức ảnh đó thuộc dự án khu dự án đô thị mới Ao Tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Quyền tại xã Hà Long huyện Vân Đồn. Dự án này nằm trên bờ vịnh Bái Tử Long thuộc huyện Vân Đồn chứ không phải bên bờ vịnh Hà Long, thành phố Hà Long như một số thông tin phản ánh cũng theo báo cáo của ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn, quy hoạch khu vực Ao Tiên được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phù hợp với quy hoạch chung xây dựng kinh tế của Vân Đồn đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Tại khu vực này, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xúc tiến kêu gọi đầu tư hai công trình tổ hợp khách sạn du lịch thương mại đạt tiêu chuẩn 5 sao theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Hiện hai dự án trên đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai thi công, hứa hẹn sớm đem lại khu kinh tế Vân Đồn một diện mạo mới mẻ, thu hút du khách du lịch trong nước và quốc tế.